còn mang đến những bình nguyên vô tận. Get ready. Chào mừng đến với bình nguyên vô tận. Hello anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Lớp Tara của mình nha. Rất vui gặp lại các em ở clip lần này. Và lần này mình sẽ làm một clip về Tara đi top anh em. Và đối đầu với mình hôm nay đó là một vị tướng, phải nói là ai cũng ngán nếu mà ở khu vực đường top, và nó có thể là một đối thủ nặng ký nhất của đối với mình trong khu vực đường top này nha anh em. Cũng không phải là khu vực đường top mà riêng cả ngay cả khi gặp đối đầu ở bất kỳ lane nào thì á, vị tướng Hayate cũng là một vị tướng nói chung là khắc chế cứng đối với vị tướng Tara nha anh em. Nó vừa cơ động, nó vừa lại có cái khả năng cấu rễ từ xa rất là tốt luôn, nên là mình cũng phải rất là e dè khi mà gặp nó nha anh em. Ok, và bắt đầu trận đấu hôm nay mình đã lấy được cái mạng đầu với Hayate rồi anh em. Nói chung là nó cũng hơi láo, nó không biết canh đam, nên là mình đã canh luận đam khá là chuẩn. Với một cái phong phá nữa thì mình đã kết liễu nó là và lấy chiến công đầu cho mình nha anh em. Chơi vị tướng này thì mình có lẽ mình sẽ nên lên cố gắng đi farm để cho mình có ao vàng với nó, nên để cho dễ chơi hơn nha anh em. Một cái anti xả ra nhưng mà không có dồn sát thương vào chính diện cho mình đó, với lại nó không có cấu rỉa từ đầu đó, nên là nó cái lượng đam gây ra cũng không cao lắm nha anh em. Muốn tối ưu hóa sát thương mà dồn lên vị tướng thì mình phải tích nội tại trúng chiêu một hoặc là trúng đánh thường rồi mình mới xả anti thì nó mới tối ưu hóa được cái sát thương. Còn tự nhiên xả nhảy anti sản vậy thì đâu có sát thương đâu mà giết được mình. Bạn mid đi qua ganh đường rồng thì mình sẽ hỗ trợ bạn mid và mấy con quái này để đẩy lên cho lên nó cao lên nha anh em. Cái này hỗ trợ thôi nha anh em, chứ không phải là mình cố tình nha anh em. Ok, đi đâu thì đi cũng không quên là chạy về nhà farm, chứ đừng để nó mất ba con quái đó uổng lắm nha anh em, tiếc lắm luôn á. Ok, một cái bộc phá thứ hai và cái mạng thứ hai dành cho mình. Tara đi top thì đem bộc phá theo là chủ yếu là như vậy thôi anh em, để nói chung là mình kết liễu đối phương mà làm đối phương bất ngờ á, mình tạo ra những cái pha mà làm đối phương không có đỡ trở tay kịp á anh em. Ok, và mình còn 5 giây nữa mình sẽ có anti, nên là mình cũng không ngại chơi với bạn kỹ luôn nha anh em. Vô anh ca ớt nè lắm. Ôi không kìa rồi anh em. Nó vẫn còn cây cú và muốn ăn mình đó anh em. Ok, lại một pha nữa là không đủ đam nè, và mình kết liễu nó mạng thứ ba nha anh em. Ba mạng dành cho mình rồi. Mít qua hỗ trợ ganh và chắc con đủ đam giết mình đâu. Mình giờ này cũng tôi nói xanh rồi anh em. Mình sẽ ao nhây với bạn mít luôn nè. Ok, chạy đâu cho hót bạn ơi. Một cái bộc phá thứ tư. Mỗi một lần mình bộc phá thì mình nên canh chuẩn chuẩn nha anh em. Một phá nó hồi cũng hết 90 giây rồi. Mỗi một lần bộc phá là được một mạng là vừa đó anh em. Ok, và mạng thứ tư dành cho mình. Tính năng con bùa mà không được, Hayate nó đi xuống tới dưới đường lane của mình rồi, mình phải chạy về lẹ để nó đẩy luôn cái trụ của mình nha anh em. Rồi xong, không kịp rồi anh em ơi,
Thôi lấy tạm cái mạng của nó đỡ đi anh em ơi. Không có thoát đâu bạn ơi. Và đây là mạng thuộc về bạn rừng của team mình nha anh em. Ok, 4-0 dành cho mình. Với hai gia tê thì mình nên lên một cái giáp cái khiên thức truyền để mình giảm tốc đánh tốc chạy của nó lại nha anh em. Trận nào mà có hai gia tê thì mình nên lên cái đó. Chứ thật sự mà lên giáp nhiều thì cũng như không thôi, tại vì nó là tướng sát thương chuẩn mà, nên là lên nhiều thì nó cũng xấu cũng chết rồi nha anh em. Trời ơi trời. Thoát không anh em? Không thoát nổi rồi mà, pha này mình hết máu rồi anh em ơi. Không hồi máu kịp với team bạn rồi. Rồi, mình đã nằm xuống nha anh em. Không sao, còn thở thì còn gỡ anh em ơi. Cái tỷ số thì team mình nó đang thua thiệt team bạn một xíu nha anh em. Nhưng mà không sao, vẫn chơi được nha anh em. Team bạn đẩy tới trụ siêu cấp của team nhà mình luôn rồi. Nhưng mà team mình ra rồi nha anh em. Ok, pha này mình sẽ ra mở combat cho team mình đánh nè. Câu chiêu và có thể là kết liễu được ai thì kết liễu nha anh em. Một cái bột phá thứ 5 nè. Ok, cái bột phá thứ 5 này mình kết liễu được hai mạng liên tiếp luôn anh em ơi. Double kill cho mình. Anh em thấy cái bột phá này lợi hại không? Ok, 7 mạng dành cho mình rồi nha anh em. Nên là mình chơi Tara thì mình nên ưu tiên đi đem bột phá nha anh em. Đi đường khi nào mà mình đi SP thì mình sẽ nên mình nên đem cái phụ trợ là tốc hành để mình có thể là hỗ trợ giao tranh tốt hơn, mở giao tranh tốt hơn mà mình chạy nó thoát dễ hơn nè. Với lại mình có thể đi trộm chó được nữa. Chứ mình đem cái một phá mình đi trộm chó cực lắm nha anh em. Đem một phá đi trộm chó chạy không có được đâu, để cái mạng để cái giò lại luôn anh em ơi. Ok, team bạn lao lên thì chỉ có chết thôi anh em ơi. Chỉ có chết thôi. Khi team mình đã lấy lại được lợi thế cho team mình rồi nha anh em. Tara là một vị tướng có thể nói là mở combat cực kỳ tốt luôn nè. Ban trụ các kiểu luôn. Ok, khi đã xanh rồi thì AD bắn đâu có vô đâu nè. Nhớ là phải farm cho xanh ao vàng team bạn, chứ đừng có phế mà bay vô đưa đầu AD nó bắn là chết luôn nha nè. Cái pha này hơi lỗi nha anh em, hơi lỗi do mình rồi anh em ơi. Bỏ bạn ơi, bạn tha cho mình đi bạn ơi. Trời ơi nó dí kìa mình, team mình ơi. Team bạn nó dí, chạy bỏ đôi dép lại luôn anh em ơi. Nhớ khi mà chơi ở lên top thì mình chú ý di chuyển thì phải nhìn cái trụ nha anh em. Trước khi di chuyển thì mình nhớ đẩy lính cao lên rồi hãy di chuyển đi ganh, để nếu lỡ đi về còn có đường mà còn cái trụ, chứ nhiều lúc đi về mất hai cái trụ là lại lỗ nha anh em. Ở nhà cố gắng farm quái farm lính rồi hãy đi cũng được. Ok, pha này mình không chơi lại hai đối thủ team bạn rồi. Nó cấu rẻ quá tốt anh em ơi. Hai gia tê mà ở giai đoạn giữa game tới cuối game này thì nói thiệt là Tara mình cũng hơi khó xử với bạn ấy á. Bạn ấy cũng hơi bị gắt nha anh em. Nên là mình á, pha đó mình combat bị thua luôn nha anh em. Ok, thua game này tao bạn kêu khác anh em ơi. Rồi, một lần combat cuối nè. Nhấu khí. Sao mà thoát được bạn ơi, sao mà thoát được. Này thì hách não này. Rồi xong rồi, pha này mình hết chiêu rồi anh em ơi. Ok,
mình đã nằm xuống lần thứ ba rồi anh em ơi. Ok, không sao không sao. Và một cuốn trang bị cuối mình sẽ lên cho nó một cái giáp phóng cổ hoặc là một cái giáp hộ mệnh nha anh em. Nói chung là trận này thì bạn có 2 AD nên mình lên một cái giáp phóng cổ cũng để phản đam cho nó cũng khá là ok nha anh em. Nếu mà bạn nào nhanh tay có thể mà bán đồ nhanh đồ này nọ thì mình có thể lên một cái giáp hộ mệnh, rồi mình lên lại cái găng tay thịnh nộ hoặc là một cái món nào đó để bút giáp lên, giống như là nham nhũng hay gì đó, nham phẩm hay gì đó. Còn mình thì kỹ năng kém nên mình cứ chơi một cái giáp phóng cổ là mình đỡ đam cho team mình là được rồi em ơi. Ok, tùy vào lối chơi nên mà mình có thể lên những trang bị khác nhau, cũng như là tùy giờ trận mà mình lên trang bị khác nhau nha anh em. Chơi con tướng nào nhiều rồi mình sẽ tự rút ra được một cái đưa đồ riêng dành cho mình, nói chung là phù hợp nhất dành cho mình thôi. Chứ không nhất thiết là trang bị này cũng chỉ là gợi ý thôi, chứ không nhất thiết là trang bị phù hợp của mình lại là phù hợp cho tất cả mọi người nha anh em. Nên nhiều lúc anh em chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha anh em. Đừng nói trời trời này nó chơi gà mà nó cứ chỉ người ta lên đồ không, mình chỉ mang chắc chắn tính chất tham khảo nha anh em. Ok, anh em nào mà chơi tới đây mà chưa có bấm nút đăng ký kênh thì nhớ đăng ký cho mình một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, để giúp kênh mình mau chóng phát triển nha anh em. Ok, rồi, tem bạn chết 3 rồi, tem mình còn nguyên. Ngại gì mà không đẩy lên anh em ơi. Chuẩn bị tấn công đợt cuối rồi, win luôn nha anh em. Kết thúc trận đấu tại đây cho khỏe nè. Let's game nhiều lúc khó lắm anh em ơi. Tem bạn cũng đội hình let's game cũng tương đối khó chịu á. Winder dí mình quá anh em ơi. Winder trâu quá trời trâu luôn. Trâu này thì trâu với chúng tôi. Ok, quá đẹp, một pha mở combat của bạn Na và một pha kéo chính xác từ bạn đến được vị trí bạn Grack. Thì team mình đã hạ hết team bạn rồi nha anh em. Ok, và có lẽ mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại.